Chào mừng bạn đến với kênh nghe truyện của Hảo Hảo Podcast. Để ủng hộ kênh, bạn đừng quên đăng ký, like và share cho mình nhé. Mời bạn nghe truyện Yêu là phải điên cùng chiếm đoạt Tác giả Hồ Ly Thể loại Ngôn tình Chương 79 Mạc Mạc quyết định đến nơi hẹn, cho nên cả buổi sáng cô đều rảnh. Đi tìm mợ nhỏ mượn ít đồ để diễn, Đúng 12 giờ trưa, Mạc Mạc và Giang Xuyên gặp nhau ở khách sạn Vân Hải. Lúc Mạc Mạc đến thì Giang Xuyên đã chờ ở đó, gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp trai. "Xin lỗi, mình tới muộn." Mạc Mạc đi tới nói với vẻ mặt xin lỗi. Giang Xuyên đứng dậy kéo ghế giúp Mạc Mạc, "Ê rất đúng giờ, là mình đến sớm mà thôi, ngồi đi, cảm ơn." Mạc Mạc ngồi xuống đồng thời cũng để cái túi cầm theo ở một bên. Sinh nhật vui vẻ. Giang Xuyên ngồi xuống, đưa quà sinh nhật mình đã chuẩn bị tới trước mặt cô, là cái hộp màu tím, buộc nơ bướm, mạc mặt, mặt không biết bên trong là gì. Chỉ nghĩ thôi cũng khá hay. Cảm ơn. Mạc mạc mỉm cười đáp lại. Không mở ra xe mà, cái đôi mắt lành lạnh của Giang Xuyên nhìn mạc mạc với chút chờ mong. Mạc mạc mở ra, là một chiếc kẹp tóc khảm hình con bướm. Mạc mạc nhớ giảng chiến nam đã từng tặng cô thứ như thế này, nhưng bị cô vứt đi. Lúc học trung học, cô rất thích đeo kẹp tóc hình bướm, cậu ta vẫn còn nhớ. Rất đẹp. Mạc mạc cúi đầu tán thưởng. Thích là được rồi. Giang suy nhìn theo ánh mắt của mạc mạc, rất sáng y mình cài giúp cậu, cái gì? Mạc mạc hơi sửng sốt, vội hỏi, y không cần đâu. Nhưng Giang Xuyên đã cầm chiếc kẹp ra khỏi hộp, đứng dậy đi tới bên cạnh mạc mạc. Động tác nhẹ nhàng cài kẹp lên trên đầu cô, chiếc kẹp trên mái tóc đen dài của cô khiến cô càng trở nên chói mắt hơn. Mạc mạc hơi mất tự nhiên. Còn Giang Xuyên thì thản nhiên cười, đôi mắt lạnh vẫn nhìn cô chăm chú, trở lại ngồi vào vị trí của mình rồi nói, Ê rất đẹp, là mắt chọn đồ của cậu tốt. Mạc Mạc cũng nói xuôi theo. Nhưng Giang Xuyên lại nói với vẻ mặt kiên định mình nói cậu, hiếm khi được người đàn ông lạnh lùng như cậu khích lệ. Mạc Mạc treo gẹo nửa đùa nửa thật, sau đó nói, y gọi món đi, biểu hiện của hai người đều khá tự nhiên, gọi món ăn, nói chuyện, như không hề có âm mưu gì tồn tại, lúc thức ăn được đưa lên, di động của Giang Xuyên vang lên. Cậu ta lịch sự nói xin lỗi với mặt mạc, mạc sau đó đứng đi ra nơi khác nghe điện thoại. Tiểu Xuyên, chị biết em sẽ giúp chị mà. Chị, em sẽ không giúp chị. Không có gì nữa em tắt máy đây. Này, em không giúp chị thì hẹn cô ta làm gì? Chị thấy rồi, hai người ăn cơm với nhau. Ngày mai em đi ăn. Cái gì? Vậy việc làm ăn của ba em không quan tâm à? Quyết định của em đã nói với ba chưa? có anh cả rồi chuyện làm ăn không cần lo lắng giang xuyên em giúp chị một lần đi có được người phụ nữ em thích lại giúp được chị có gì mà không tốt chữ giang xuyên hít sâu một hơi rồi nói Ê chị dường như em không biết chị nữa rốt cuộc là chị vì yêu giảng chiến nam hay là chỉ vì trả thù em thích cô ấy nhưng trái tim cô ấy không thuộc về em thủ đoạn như thế thì có ý nghĩa gì chữ ngày mai em đi rồi chỉ muốn ăn một bữa cơm với cô ấy, hy vọng chị đừng đến quấy rầy em. Giang suy nói xong thì tắt điện thoại, gương mặt lạnh lùng vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn bước đi kiên định trở lại bàn ăn với mặt mạc, mạc, nhưng thấy mặt mạc, mạc làm đổ ly rượu đỏ nên tay chân đang lúng cuốn lao chùi. Cậu ta bước tới, thấy trên quần áo của mặt mạc, mạc bị dính vết đỏ rất dài, cậu cầm khăn ăn đưa cho mặt mạc, mạc, dường như mặt mạc, mạc rất khó xử, cũng không ngẩng đầu lên, Ánh mắt phức tạp cầm chiếc khăn ăn của cậu rồi lau váy. Tay chân thật vụng về mà, mạc mạc ảo não than thở. Cần giải quyết chút không, mạc mạc ngẩng đầu nhìn Giang Xuyên kể trước không cần. Ăn cơm xong rồi nói sau, ngồi đi, Giang Xuyên ngồi xuống. Nhìn mạt mạc đang ngồi đối diện không tự chủ mà hơi choáng, mặt mạc trở nên mơ hồ trong tầm mắt của cậu, đầu cảm giác hơi nặng, sao lại thế này, chẳng lẽ cậu bị bệnh sao? giây phút mất đi tri giác, dường như cậu nhìn thấy mạc mạc mở to hai mắt nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. Mạc mạc bỏ khăn ăn trong tay xuống, tay chọc vào cánh tay của Giang Xuyên, cúi đầu gọi, Giang Xuyên, cậu sao thế, trả lời mình đi, Giang Xuyên không hề phản ứng, mạc mạc lại rất không cẩn thận động vào ly rượu của Giang Xuyên khiến nó đổ lên người cậu, quần áo của Giang Xuyên cũng bị bẩn, mạc mạc khẽ nhíu mày rồi gọi, lệ phục vụ quý khách có gì dặn dò à? Kẻ phục vụ đi tới rất nhanh, nhìn mặt mạc, mạc rồi nhìn thoáng qua Giang Xuyên đang bất tỉnh nhân sự. Bạn tôi uống rượu, phiền anh dự cậu ấy tới phòng giúp tôi. Trên mặt mạc mạc tỏ vẻ buồn rầu, nhưng trong mắt lại là sự giảng hoạt. Giảng Chiến Nam đang trên đường về nhà, hắn đã mua quà tặng sinh nhật mạc mạc, nhưng khi về đến nhà lại phát hiện mặt mạc, mạc không ở nhà, gọi điện thoại là báo là tắt máy, Giảng Chiến Nam liền gọi điện cho hàng chấn dạ. Cô chủ ở đâu? Sau khi nghe được câu hỏi của Giảng Chiến Nam, hàng chấn dạ liền trả lời, để khách sạn biển mây, dùng cơm với bạn, lâu chưa, bạn gì? Em mày Giảng Chiến Nam nhíu lại, bạn của Mạc Mạc rất ít, ngoại trừ cầm tử thì dường như không có bạn bè thân nào, nhưng cầm tử cũng biết tối nay sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, chắc sẽ không đi ra ngoài ăn trưa với Mạc Mạc. Với Giang Xuyên là người đàn ông có ý đồ với mạc mạc. Ship. Lập tức đưa người đến, đảm bảo cô chủ không có việc gì. Giảng chiến nam gào lên xong thì lập tức tắt điện thoại, lao ra cửa, lái xe tới khách sạn biển mây. Lúc xe chạy được giữa chừng, thì hàng chấn dạ gọi điện thoại báo tin cho hắn hay rằng Mạc Mạc và Giang Xuyên cùng thuê phòng ở khách sạn, phục vụ nói Mạc Mạc uống rượu, bị một người đàn ông đưa vào phòng. Giảng chiến nam tăng tốc lái xe hàng chấn dại đang đứng ngoài cửa phòng của mạc mạc ở vào tình huống này hắn thật sự không biết là có nên đi vào hay không cho nên chỉ có thể đứng đó chờ giảng chiến nam Giảng chiến nam đi tới trước cửa liền để hàng chấn dạ rồi bảo hắn cút đi sau đó nhấc chân đá mạnh về phía cửa chỉ hai đạp cánh cửa đã bị đá văng ra đồng thời vang lên một tiếng va chạm rất lớn hắn liền vọt vào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cơ thể như bị chết cứng ở đó. Chỉ thấy mạc mạc cuốn khăn tắm đi từ phòng tắm ra, đang lau tóc bị ướt, bước chân bồng bềnh, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt hơi mê ly, dường như cô uống rượu. Mà phía giường lớn đối diện là một người đàn ông khỏa thân, chỉ dùng chăn che đi bộ phận bên dưới bụng, ra giường hỗn độn, mờ ám không thể tả. Mắt giảng chiến nam đỏ lên, tim cũng từ từ phồng lên, giống như chỉ cần một một va chạm nhẹ cũng sẽ nổ ngay, chia năm sẽ bảy, đau đến mức không cách nào thở được, không cách nào nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh mét, máu như động lại trong người, hai tay nắm thành quyền, cả người run lên. Hắn đi tới bên cạnh mạc mạc, kéo lấy cổ tay của cô, đôi mắt đen nhìn chầm chầm vào dấu hôn trên cổ của cô, tim đau như bị nứt ra ê mạc mạc nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Nói, mạc mạc nhìn hắn không chút gợn sống nào, cười trong men say, kể xảy ra chuyện gì? Ha ha, anh cảm thấy được mà, giảng chiến nam cảm thấy được trong hơi thở của mạc mạc còn mang theo hương rượu, khẽ nhíu mày rồi lại nói với vẻ mặt chắc chắn, Ê mạc mạc, em không thể chịu được khi người đàn ông khác chạm vào người em, muốn dùng cách như thế để cho anh chết tâm sao? Anh sẽ không mắc mưu đâu, đi đi, về nhà với anh, mạc mạc nhướng mày nói với vẻ trào phúng này giảng chiến nam khốn nạn anh cần gì phải lừa mình dối người như thế anh dựa vào đâu mà chắc chắn rằng tôi cũng chỉ có thể thuộc về loại người như anh thực ra anh nhìn đi chấp nhận người đàn ông khác cũng không khó như tôi nghĩ tôi không phải là kiểu không phải anh thì tôi không thể em giảng chiến nam thống khổ lửa giận càng lớn hơn đau đớn vô tận đau đến mức sắp điên lên tay hắn giơ cao lên, còn mặt mặt nhìn hắn không nháy mắt ì sao thế, lại muốn đánh tôi một tác nữa phải không? Được, anh đánh đi, dù sao thì đánh cũng thành thói quen, mạc tiêu hữu, em thật lòng phải không? Giảng chiến nam tức giận đánh một đấm vào trên giường. Xảy ra chuyện gì ệ giang xuyên vừa tỉnh lại, tay đưa lên xoa trên trán, ngồi dậy, là ai ầm ĩ như thế, sau khi nhìn rõ, cậu thấy mạc mạc và giảng chiến nam sao lại thế này giảng chiến nam nghe thấy giọng nói của giang xuyên thì lửa giận càng bùng lên như thiêu như đốt hắn buông mạc mặt ra quay người đi tới trước mặt giang xuyên đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn giang xuyên nắm chặt tay mạnh mẽ nên trên mặt giang xuyên khiến trên mặt giang xuyên chảy máu giang xuyên cười lạnh lùng nhưng đôi mắt lai nhìn về phía mạc mạc còn mạc mạc lại lãng tránh ánh mắt của cậu giảng chiến nam cởi áo sơ mi hơi thô lỗ mặt vào cho mạc mạc lạnh lùng hạ lệnh, đi về nhà với anh, kể nói xong thì túm tay cô, rồi dắt tay cô ra khỏi phòng. Sau khi nhìn mạc mạc và giảng chiến nam đi, thì Giang Xuyên mới cảm thấy trên cơ thể mình còn mắc một chiếc quần xịt, muốn tìm quần áo của mình nhưng tìm mãi không ra. Điện thoại di động, bóp tiền, đồ áo đều không thấy, cậu nghĩ, sao cậu có thể ở đây, sao một chút ấn tượng cũng không có. Nhớ lại thì thì nhớ tới cảnh sau khi gọi điện thoại trở lại thì thấy Mạc Mạc làm đổ rượu, lúc cậu đưa khăn lau cho Mạc Mạc thì tay như bị cái gì đó đâm vào, sau đó thì chuyện gì cũng không nhớ rõ nữa. Giang Xuyên nhìn chiếc giường hỗn độn, dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, có thể tính là bị Mạc Mạc lợi dụng không, nhưng cũng không hiểu được tại sao Mạc Mạc lại làm thế. Lúc đang buồn rầu thì cậu đột nhiên nở nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng trong căn nhà cao cấp của họ giảng. Giảng chiến nam kéo mạc mạc về phòng ngủ, sập một tiếng đóng cửa lại, đôi mắt đen nhìn mạc mạc với vẻ phức tạp, tay chỉ vào phòng tắm. Đi tắm đi, tay mạc mạc lạnh buốt. giảng chiến nam thực sự tức giận, bình thường hắn sẽ không tức giận với cô, nhưng khi tức giận thì dáng vẻ như giả thú, như muốn ăn luôn thịt người, nhưng trong lòng cô lại có khoái cảm sau khi trả thù được, cơ thể uyển chuyển ngồi lên sofa, nằm xuống giống như chú mèo lười biếng, nhắm mắt lại, cho tôi vừa tắm ở khách sạn rồi. Giảng chiến nam đi tới, hai tay nắm chặt ở bả vai cô, nói một cách khó khăn, chị em thật sự cùng cậu ta làm hả? Mạc mạc vẫn từ từ nhắm hai mắt, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, Ê đúng, thật sự, anh tránh ra đi, tôi muốn ngủ. Tim giảng chiến nam như lạnh tới cực điểm, chỉ ba chữ cũng khiến hắn như ngã vào trong địa ngục đau khổ. Vì sao phải như thế? Vì sao? Giảng chiến nam nhìn mạc mạc, nhìn cô gái đã thuộc về hắn từ năm 17 tuổi, trái tim của cô từ năm 17 tuổi đó đã thuộc về hắn, vẫn luôn là thế, cả cơ thể nhưng cảnh ở khách sạn đó đã phá vỡ tất cả giữa hắn và mạc mạc. Không vì sao cả, ê mạc mạc phiền não bỏ tay của hắn ra, cô không muốn giải thích, cũng không có gì hay để giải thích. Giảng chiến nam tức giận nhìn trầm chầm, chầm vào mạc mạc, Kiềm chế lại, em mặt tiêu hữu, em là vợ của anh, em ở cùng với người đàn ông khác thì tính sao hả, tôi là vợ của anh. mạc mặt cười trào phúng, sầu não nhớ lại ghi nếu nhất định anh muốn biết vì sao, được, tôi nói cho anh biết. Từ năm một bảy tuổi, trong thế giới của tôi chỉ có anh, trong tim tôi chỉ có anh, anh là toàn bộ sinh mệnh của tôi, là duy nhất của tôi, tôi đã hoàn toàn đánh mất mình dường như cũng từ năm 17 tuổi tôi chỉ sống vì anh, vì anh mà biết cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là thất tình, cái gì gọi là bị vứt bỏ, cái gì là lãng mạn, cái gì là hạnh phúc, cái gì gọi là ngọt ngào, cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì là đau khổ. Anh chính là hỉ nộ ai ố của tôi, anh biết không, chỉ cần anh mất hứng, thì dường như vô hình anh đã ảnh hưởng tới tôi. Giảng Chiến Nam, thế giới của anh rất lớn, cũng rất phong phú anh thực sự yêu tôi nhưng ngoại từ yêu tôi thế giới của anh còn rất nhiều thứ khác tiền tài xã hội địa vị người nhà quyền lực người đẹp nếu có một ngày mấy thứ đó trong thế giới của anh xảy ra xung đột tôi sẽ bị thương bởi vì anh là toàn bộ của tôi nhưng tôi chỉ lại là một phần của anh cho nên tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế anh hiểu không Tôi không muốn thế giới của tôi chỉ có anh. Tôi không muốn anh khống chế toàn bộ hỉ nộ ai ố trong thế giới của tôi. Tôi không muốn cho vì anh mà đánh mất chính mình. Anh không đáng. Thực ra tôi là một người rất nhớ thù hận. Lúc anh cho tôi một cái tác đó, lúc anh khiến tôi mất đi đứa con, ở trong tâm tôi, anh đã không phải chồng của tôi nữa. Tôi cũng không phải là vợ của anh nữa. Là anh muốn duy trì cuộc hôn nhân như thế, không phải tôi. Giảng chiến nam liền ôm mạc mạc, ôm chặt cô vào trong lòng, đôi môi lạnh lẽo của hắn hôn lên môi cô, hắn không thích nghe cô nói tiếp, không thích nghe, hắn hôn tới cổ của cô, còn mạc mạc thì đỡ đẩn bị hắn hôn, hơi thở còn mang theo men say, lệ môi của tôi. Cậu ta đã hôn qua, trên người tôi còn có mùi vị của cậu ta, anh không nghe thấy sao, nụ hôn của giảng chiến nam muội lạnh, nhưng hắn vẫn ôm chặt mạc mạc như cũ, ê mạc mạc, dù cho thế giới của anh lớn bao nhiêu, trong lòng của anh chỉ có em. Chúng ta đừng như vậy nữa, đừng dùng sai lầm của anh để trừng phạt hai chúng mình. Thử tha thứ cho anh, tha thứ cho sai lầm của anh, chúng ta cùng nhau sống thật tốt, được không? Mạc mạc không nói gì, trong lòng mờ mịt, suy nghĩ lung tung, đã kiên trì để đối phó với giảng chiến nam, có đúng không? Đã như thế mà hắn vẫn không buông tay tha thứ hay không tha thứ một suy nghĩ vụt qua nhưng cuộc sống sau này còn rất dài vấn đề không phải nhiều bình thường cô không muốn trải qua cuộc sống trong tha thứ nữa mỗi một lần tha thứ là một sự đau khổ cô sợ sợ bản thân sẽ bị tình yêu giết chết chế không có chỗ chôn cô say nhắm mắt lại ngủ thực ra cô không hề say không say khi giảng chiến nam truyền lời muốn mời giang xuyên tới nói chuyện nhưng không ngờ rằng sáng ngày hôm sau Giang Xuyên đã lên máy bay đi anh, hắn chỉ đành tạm thời bỏ qua, cách làm của Mạc Mạc thực sự khiến hắn chịu không nổi, đau đến mức nói không nên lời. Quan hệ của hai người càng kém hơn so với trước kia, cùng kính như băng, phòng hai người cách một bức tường, hơn nữa là bức tường đã được thông, trên đó còn có bức rèm trên cửa giường như đã bị hai người lãng quên, đều không bước vào phòng của nhau. Sáng sớm ba người cùng ăn sáng với nhau, xong giảng chiến nam tới công ty, thuận tiện đưa tiểu hoành đi học. Trước khi đi, giảng chiến nam sẽ thoáng nhìn qua mạc mạc, dường như đã rất lâu cô không tiễn hắn đi làm, cũng không có hôn môi, hôn nhân của bọn họ thực sự không thể cứu vãn được nữa sao? Thật sự mạc mạc không chịu tha thứ cho hắn sao? Giảng chiến nam tới công ty, lúc mạc mạc định ra ngoài thì không ngờ cậu nhỏ lại tới, cậu mặc đồ công nhân, đội mũ lưỡi trai, rất kỳ lạ nghe cậu nhỏ, cậu làm gì thế, sao lại mặc như thế, trong mắt Lăng Việt Nhiên như có gì đó rất trầm trọng, tay anh vỗ vai mạc mạc, nhìn trầm trầm vào mạc mạc rồi nói từng chữ, Ê mạc mạc, hãy nghe cậu nói, cậu với Michelle phải rời khỏi thành phố này, đi tới thành phố khác, cậu nói phải tới thành phố khác với mợ nhỏ. Mạc mạc hơi nghi ngờ nhìn Lăng Việt Nhiên, cô rất không vừa ý y vì sao đột nhiên lại quyết định như thế, mạc mạc, đã xảy ra một việc, cậu với Michel phải rời đi. Mạc mạc, xin lỗi con, sau này không cách nào để chăm sóc con được. Cậu biết, quan hệ giữa con và giảng chiến nam bây giờ đang không tốt, nhưng giao con cho cậu ta cậu sẽ yên tâm hơn chút. Cậu ta đã bỏ qua hoặc đã làm không tốt, nhưng cậu ta sẽ bảo vệ con. Mạc mạc, cần phải nghe lời, đừng ngồ ngào với cậu ta nữa. Cậu nhỏ, cậu nói cho con biết đi, chuyện gì đã xảy ra. Có phải hai người gặp nguy hiểm gì không? Mạc Mạc vội cầm tay lăn Việt Nhiên, dường như cảm thấy được sự bất an. Chẳng lẽ lúc trước đi nằm vùng, triệt phá được băng nhóm tội phạm khi giờ người ta đến trả thù sao? Không có gì, chỉ vì để ngừa vạn nhất, cảnh sát cùng vì an toàn của cậu với Michel cho nên đã sắp xếp cho bọn cậu tới thành phố khác, không có việc gì đâu. Lăng Việt Nhiên vì không để Mạc Mạc sợ hãi nên đành tìm cách nói giảm. Nguy hiểm Có phải vì lần trước cậu đi nằm vùng, bọn họ muốn hại cậu. Kể trong lòng Mạc Mạc đầy sợ hãi, kể chỉ cần tới thành phố khác thì liền an toàn sao, khi nào thì đi, nhất định sẽ sắp xếp toàn bộ sao. Yên tâm đi, Mạc Mạc, không có gì đâu, bọn cậu sẽ thay tên đổi họ. Sống an toàn, Mạc Mạc, con, cậu nhỏ con sẽ chăm sóc tốt bản thân mình. Nhưng cậu và mợ nhỏ, e mạc mạ nói chưa xong thì mắt đã đỏ ghê hai người phải cẩn thận hơn, nhất định phải an toàn, không cần lo lắng cho con, cậu sẽ thế mạc mạc, đợi qua được lúc này, cậu nhỏ sẽ quay lại, lúc rời đi là bí mật, nên không thể cho con đi tiễn được, sau này cũng không thể liên lạc với con được, con hiểu không? Dạ, con hiểu, e mạc mạc ôm lấy lăng Việt Nhiên, nói khổ sở, đây cậu nhỏ. Cậu và mợ nhỏ phải bảo trọng, biết không, mạc mạc chờ hai người trở về, sẽ thế. Lăng Việt Nhiên vỗ lên lưng mạc mạc, để mạc mạc ra, xoay người đi không chút do dự. Mạc mạc chạy theo được hai bước thì dừng lại, trong lòng hoảng loạn, rồi bất lực, chỉ hy vọng cậu nhỏ và mợ nhỏ bình an. Mạc mạc ngơ ngác hết một ngày, đều vì lo lắng cho cậu nhỏ và mợ nhỏ, rồi không có cách nào liên lạc với họ được, cũng không dám liên lạc chỉ có thể lo lắng một mình, suy nghĩ miên man. Giảng Chiến Nam trở về, cô cũng không biết, cho đến khi hắn để tay lên vai cô cô mới hoàn hồn, nhìn trên gương mắt tuấn tú của hắn là sự quan tâm với cô. Yên tâm đi, họ sẽ không có việc gì đâu, cảnh sát sẽ bảo vệ tốt cho họ, anh đã biết rồi, một chút, nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho họ. Mạc mạc lo lắng xoắn ngón tay lại, vẻ mặt đầy tâm trạng bàn tay của giảng chiến nam cầm bàn tay lạnh lẽo của mạc mạc. Nắm trong lòng bàn tay ấm áp, an ủi, Y em như thế cũng không giúp được gì cho họ, họ sẽ không sao đâu, anh đảm bảo, cảm ơn, giảng chiến nam cười đau xót, chúng ta phải khách khí như thế sao, mạc mạc trầm mặt. Cậu nhỏ và mợ nhỏ rời đi, mạc mạc cũng không biết họ tới thành phố nào, nhưng cảm thấy giảng chiến nam bảo vệ cô càng nghiêm ngặt hơn, Dường như không muốn cho cô đi học Lúc đi học cũng có người đi theo Về nhà thì dường như không cho cô ra ngoài Mạc Mạc nghĩ có sẽ là sợ những người đó sẽ ra tay với cô Đoán thôi nhưng cũng không hỏi Cô biết là vì tốt cho cô nên để mặt hắn Nhưng những ngày như thế thật sự rất buồn Mạc Mạc cũng dần trở nên bực bội Giảng chiến nam cũng nhìn ra Hôm nay hắn không tới công ty Nhìn dáng vẻ bực bội của Mạc Mạc Hắn đi tới nói với cô có muốn đi tới bờ biển chơi chút không? Có thể hả? Mạc Mạc hỏi, mấy ngày nay, cô dường như đang ngồi tù vậy, có cảm giác thở không thông rồi. Thực ra, những người xấu đó không cần thiết ra tay với cô, cô cũng không phải là nhân vật gì quan trọng, chuyện của cậu nhỏ cô cũng chưa biết hết. Có thể, anh sẽ sắp xếp, trong đôi mắt của Mạc Mạc hiện lên một tia sáng. Giảng Chiến Nam dùng 10 phút để sắp xếp, hàng chấn dạ lái xe chở hai người ra bờ biển, phía sau bờ biển rất nhiều người, rất náo nhiệt, mạc mạc và giảng chiến nam đi chân trần trên cát, nhìn nước biển màu xanh xanh, trời xanh xanh, tâm trạng mạc mạc cũng thả lỏng hơn nhiều. Hai người như một đôi vừa yêu nhau, đi cùng nhau nhưng không có động tác quá thân thiết, rồi lại có chút tình cảm như gần như xa, nếu như trước đây, mạc mạc sẽ nhảy lên lưng của giảng chiến nam, để hắn cổng trên lưng, nhưng bây giờ càng ngày hai người càng giống bạn bè, mà không phải là vợ chồng. Giảng chiến nam thấy bàn chân trắng tinh của mạc mạc dẫm trên cát, không nhịn được đưa chân dẫm lên dấu chân của cô. Mạc mạc đẩy hắn ra, giảng chiến nam thuận thế ôm lấy eo của cô, đôi mắt sáng lên nhìn cô. Mạc mạc vuốt tóc, không ngờ lại cảm giác mờ ám như thế, y gió biển rất lớn, trời cũng rất nóng, miệng rất khô, chúng ta, lúc mạc mạc muốn nói chúng ta đi uống nước thì môi giảng chiến nam đã hôn tới, mặt mạc ngơ ngốc tại chỗ, mặt đỏ lên. trên bãi biển rất nhiều người, mặt mạc rất muốn tìm một động cua để trốn vào. Giảng chiến nam cũng nhanh chóng chấm dứt nụ hôn, cười nói y vẫn khô hả, Mạc mạc không nói gì, cúi đầu nhìn cát. hai vị chụp nhanh 10 đồng để theo giọng nói thì trước mắt mặt mạc đã xuất hiện một bức ảnh là cảnh cô và giảng chiến nam hôn nhau bị chụp lại, bị chụp trộn đã tức giận. Hơn nửa chụp xong lại còn muốn ép bán cho họ Mặt mặt định nói gì đó Nhưng giảng chiến nam lại nói cái chụp không tệ Đó là vì hai người Anh này, bạn gái của anh thật đẹp Anh thật có phúc đó Cô ấy là vợ tôi Kết hôn rồi Thật là trai tài gái sắc Tôi sẽ chụp cho hai người mấy tấm Tính rẻ một chút Giảng chiến nam cười ệ chụp đẹp một chút Anh cứ yên tâm Ở đây kỹ thuật của tôi là tốt nhất Giảng chiến nam bắt mặt mặt tạo tư thế Mạc Mạc vốn không tình nguyện nhưng nghĩ đi ra ngoài chơi, phải vui vẻ, liền phối hợp tạo dáng, chụp hơn 10 bức, sau đó giảng chiến nam trả tiền, hai người tới dưới ô nghỉ ngơi, Mạc mặt, mặt đưa ảnh chụp ra xem, nhìn ảnh đều thấy khuôn mặt túng tú của giảng chiến nam, hai người dựa sát vào nhau, như một đôi tình nhân yêu đương nồng nhiệt, nam thì cao to vai phong, nữ thì như chim nhỏ nép vào người, nhìn sao cũng thấy xứng đôi. Lúc Mạc mặt, mặt xem ảnh, Di động của giảng chiến nam vang lên, hắn nhìn thấy là số trong nhà gọi tới, dường như đã lâu hắn không về nhà, nhiều chuyện xảy ra như thế, hắn đối với người nhà cũng hờ hững hơn, không muốn nhận điện thoại, liền trực tiếp tắt máy, nhưng đối phương lại gọi tới, giảng chiến nam nhíu mày nhưng cuối cùng cũng nhận máy. Con ở đâu? Ở phía bên kia là giọng nói không có hơi của ba. Chuyện gì thế? Giảng chiến nam hỏi thản nhiên mẹ con nằm viện con lập tức tới đây đi ba có thể đổi cách khác đi không đồ tiểu tử hỗn này mẹ con mẹ con bị ung thư con mau tới đây đi ba giảng nói xong thì tắt điện thoại đột nhiên giảng chiến nam đứng dậy vẻ mặt lo sợ sao thế mạc mạc nhìn sắc mặt của hắn không nhận được đành hỏi mẹ anh nằm viện giảng chiến nam nói xong thì cầm tay mạc mạc Ê e đi bệnh viện, mặt mặt đi cùng giảng chiến nam vào viện, mới biết mẹ giảng bị bệnh nan y, bà giảng sắc bén lúc trước giờ đây suy yếu nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt. giảng chiến nam nhìn mẹ như thế thì trong lòng cũng như bị dao cắt, hắn bước tới ngồi bên giường, cần thật chặt tay mẹ, đau khổ đến vô cùng ê mẹ, xin lỗi, con không biết. Là con không tốt, ngoan, mẹ không sao đâu. Mẹ giảng nói yếu ớt, trong lòng nói không hề trách cứ giảng chiến nam. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi thật tốt, bác sĩ đã nói, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện, mẹ giảng cười yết ớt, bà bị bệnh, bà cảm giác được, không đơn giản như thế mẹ mệt sắp chết rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người đi ra ngoài đi. Để ba con ở lại với mẹ là được rồi, được, mẹ nghỉ ngơi đi, con ở ngay bên ngoài, mẹ muốn gặp thì gọi con. Mẹ giảng gật đầu, giảng Chiến Nam mới đứng lên, lúc xoay người, Mạc Mạc nhìn thấy vành mắt hắn hồng hồng, trong mắt là nước mắt. Mạc Mạc không nhịn được kéo tay hắn, tay hắn rất lạnh, đã mất đi sự ấm áp của ngày xưa, hai người cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Giảng Chiến Nam ngồi trên ghế ngoài hành lang, cả người như mất đi sức sống, mẹ vẫn khỏe, nay bệnh như thế, hắn hoàn toàn không thể nhận ra, đã là giai đoạn cuối mặc dù phẫu thuật nhưng cũng không có nhiều thời gian nữa, nghĩ đến tâm hắn lại đau, hai tay giảng chiến nam che kín mặt, khóc không tiếng động. Nhìn giảng chiến nam như thế, mặt mặt cũng đau lòng, đưa tay ra ôm lấy hắn, để đầu hắn dựa vào trong lòng cô, cô an ủi nói, Ê mẹ sẽ tốt thôi, rất nhiều người bị bệnh này, cuối cùng đều có kỳ tích, chỉ cần có niềm tin, nhất định sẽ không sao. Giảng chiến nam không nói chuyện, mặt mặt cũng không nói gì nữa thực ra ai cũng hiểu nếu kỳ tích dễ xuất hiện như thế thì sẽ không phải là kỳ tích nữa hết chương 79 cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng hảo hảo cốt cát bạn nhớ đón nghe chương tiếp theo và đừng quên đăng ký like và share cho kênh nhé chúc bạn luôn vui vẻ khỏe và thành đạt thân ái chào tạm biệt